Không biết ngày giãn cách xã hội đầu tiên của mọi người sao ha. Còn mình ngoài việc quyết tâm đọc sách thì rất mệt mỏi. Với nhỏ em gai này nè, riết rồi mình với nó giống như hình với bóng gì á. Không ám nhau là ăn không ngon ngủ không yên hả má. Đã vậy nay còn qua ăn nhờ ở đậu nữa. Trời đất ơi, nhìn mình có giống phụ huynh trông trẻ không? May nó không phải em ruột mình á. Chứ em ruột là mình kêu mẹ nhét nó lại vô bụng rồi. Đã vậy mỗi năm tới quốc tế thiếu nhi là mình phải có nhiệm vụ dắt nó đi chơi. Năm nay Covid phức tạp quá nên ở nhà lên Baymin đặt đồ ăn đỡ. Đang có chương trình giảm 25k mọi quán. Còn mua 1 tặng 1 từ 30 tháng 5 tới 1 tháng 6. Mà cũng lâu lâu có dịp ở nhà vậy. Nên em mình ôn lại kỷ niệm xưa. Thời bắn bi nhảy dây chơi đông tây nam bắc. Giống như mình nói đông 3 tuổi, đóng mở 3 lần, cộng với nhân phẩm mũm mĩm thật thà đẹp trai thì mình được ăn gà. Chứ ai như nhỏ em gái mình, nhân phẩm gầy gò ốm yếu, phẳng như cái màn hình tivi nên ăn tắc chấm muối là đúng rồi. Nhiều bạn hay hỏi mình, ủa sao gọi nó là em gai vậy? Thì nhân tiện đây mình cũng xin phép trả lời. Tại vì nhìn nó giống cái gai trong mắt mình á. Mày nè, này thì qua đây ở lại. Nhiều khi đang buồn đang chết, quý vị chỉ cần có một nhớ em giống vậy là hết buồn ngay. Sao có suy nghĩ dọn về với mẹ ruột chưa? Câu chuyện giãn cách xã hội ở nhà giữa con ghẻ và con ruột. Từ khi nhỏ em gai dọn qua nhà mình ở, thì phòng mình biến thành phòng của nó. Mình lên gác ở, mà nhìn nó diễn với mẹ tôi thật chân ghê. Đặt cái lẩu cua cho con gái tao ăn với coi. Và với sự diễn xuất tuyệt vời của nhỏ em gai, mình phải thực hiện mệnh lệnh của mama, phải lên lẩu cua đất mũi, order cho hai mẹ con nhà này cái combo. Tổng thiệt hại cho phần ăn này là 420 cành. Tính ra mỗi người có 140, nhưng mà với thân phận là một đứa con ghẻ, tôi trả. Trời ơi tức thiệt chứ. Tính ra cũng mang nặng đẻ đâu mình 9 tháng 10 ngày mà. Sao có thể nở, vì không có con gái mà đối xử với mình vậy. Bình thường có ba thì mẹ phát cơm chó, còn từ lúc có nhỏ em gai á thì mẹ cho mình ăn bơ, càng cua chà bá thì cho nó. Mai cua không có gì thì đưa tôi. Nhiều khi mình sợ hai mẹ con này thông đồng, đợi bữa nào mình đang ngủ say xong rồi đá mình ra cái nhà này. Hơi mà công nhận cái vị của đậu hũ cá cho bóng này nó lạ thiệt. Còn thịt cua thì ú na ú nầm, nhìn là muốn cắn một phát liền. Mà hóa đơn mọi người trên 500 cành là sẽ được free ship á. Siêu phẩm là con cua sốt trứng muối này nè. Ở ngoài thì trời mưa, ở trong thì tắm mình trong cái sốt này nó béo ngậy gì đâu. Ăn xong cái đống này mẹ mình kêu nước uống cho con gái ruột của mẹ nó lẹ lên. Mọi người ơi, và cuối cùng các bạn hãy đăng ký kênh của mình vì sẽ còn nhiều thứ rất là hay ho.